Giá các loại xăng đồng loạt tăng hơn 700 đồng một lít từ 15 giờ ngày hôm nay, tức là ngày 21 tháng 3. Cụ thể, tại kỳ điều hành lần này, thì Liên Bộ Công Thương Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma rút ở mức là 300 đồng một kg và không trích lập và không chi quỹ này với bất cứ loại xăng dầu nào khác. Do vậy là giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.219 đồng một lít, tăng 729 đồng một lít. Xăng RON 95-3 không cao hơn 24.284 đồng một lít, tăng 741 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Các mặt hàng dầu tăng ở mức thấp hơn, dầu diesel 0,05S không cao hơn 21.014 đồng một lít, tăng 465 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 21.266 đồng một lít, tăng 560 đồng một lít, dầu mazut 180 CTS 3,5S không cao hơn 17.099 đồng một kg, tăng 667 đồng trên 1 kg so với giá hiện hành.